Dạ vâng, một mẫu xe bản đủ các bác nhá. Đó, một mẫu xe bản đủ, form dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu, xe còn cực kỳ đẹp luôn. Em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe nữa đây. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc các nhá, số tự động. Đây là bản đủ, bản full kịch luôn ạ. Các bác lần đầu xem video của em, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Kia Forte, số tự động bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Bản đủ này có nhá, bản đủ này thì tí em sẽ giới thiệu luôn cho các bác. Bản đủ này thì bác này được trang bị điều hòa auto nhá, điều hòa tự động luôn ạ. Đó, có hai ghế trước là sấy ghế điện, được chưa? Cửa số lốc, vô lăng tích hợp bàn phím và một vài thứ chức năng khác các bác nhá, bản full kịch luôn ạ. Đó, động cơ thì rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác nhìn này, số tự động này, đây là bản bản đủ luôn các nhá. Kia Forte. Đây là bản SI nhá. Đó, đây là bản đủ, bản full kịch luôn. Đằng sau có cảm biến này các này. Đó, cảm biến này đầy đủ luôn. Đó, đèn nguyên bản rất là sáng này. Nội thất cũng là ghế zin này. Đẹp từng cái chốt bản lèo nhá, rất là sáng này. Đúng không ạ? Nói chung là xe đẹp. Đó, lành xe, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, nhập nguyên chiếc luôn ạ. Đằng sau đây toàn bộ nguyên bản này. Cửa số lốc này đầy đủ luôn. Kính auto nhá, kính auto. Keo chỉ zin cả xe. Đó. Máy lổ được sự bác là lổ im zin thiết luôn. Toàn bộ đây tem mác nguyên bản này. Đó, đinh chốt rất là đẹp này. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Rất đẹp luôn, vô lăng. Số rộng nhá, số rộng. Toàn bộ đây, táp lô này, zin này. Đó, âm thanh hay luôn. Cảm biến lùi đầy đủ. Cực kỳ chất lượng. Cửa số lốc này. Đó đây ạ. Sấy ghế nhá, đây sấy ghế này này. Đó, hai bên thì sấy ghế này. Các bác mùa đông thích lạnh, thích nóng này các bác ấn rất là một lúc rất là ấm quá nhá. Điều hòa auto này, được chưa? Cửa số lốc đầy đủ quá nhá. Đó. Cửa số lốc đầy đủ luôn. Đề lỗ laptop nhá. Đó. Đề lỗ laptop luôn. Toàn bộ đây. Các bác nhìn đi ạ. Cửa lóc đây đều hoạt động ngon lành này. Âm thanh đây các nhá. Đó. Rồi. Em tắt nhạc đi. Đầy đủ luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím các nhá. Ừ. Cửa sổ lóc hoạt động mượt mà này. Đó. Trang bị túi khí này, coi nhá, túi khí này, phanh ABS đầy đủ luôn. Máy lổ rất êm luôn. Máy đang lổ luôn coi nhá, máy đang lổ luôn. Lổ rất là êm. Đây để em mở phần cốp này. Lỉ nguyên bản này. Toàn bộ đây, tôn vỏ đây, nhìn này, tôn vỏ rất đẹp luôn. Đó, khoang ở đồ các nhá. Đó, rộng rãi luôn, cực kỳ rộng. Dòng xe rất là lành, tiết kiệm nhiên liệu. Quá chất lượng luôn. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy đang lổ luôn ạ, êm không ạ? Rất là êm luôn. Lỗ êm du luôn ạ. Máy đây ạ. Đó, máy lỗ êm du luôn. Im như đét luôn ạ. Hầu như ngồi trong xe đảm bảo luôn, khẳng định luôn các bác là không nghe tiếng máy lỗ nhá. Nghe thấy thì nghe thấy tiếng nó rất là bé, rất là êm luôn. Vậy bác nào quan tâm
Đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Một lần em chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.